vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho 8 điểm nhóm, chuyển 2 điểm nhóm Long Biên và Xà E về nhà nguyện mới. Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 6 năm 2023, Chúa cho có được 155 người tin nhận Chúa và có 75 người chịu báp têm. Có 2 hội thánh mới được thành lập và 5 hội thánh xây dựng nhà nguyện. Có 11 truyền đạo tình nguyện được phong phẩm truyền đạo và 21 người dân mình hầu việc Chúa. Có 1 tôi tớ Chúa và 1 hội thánh gia nhập, giúp đỡ được 440 phần quà cho những gia đình khó khăn và 25 suất học bổng cho những học sinh nghèo hiếu học, cùng nhiều hoạt động tương trợ sẽ chia ý nghĩa cho cộng đồng trong Chúa và ngoài xã hội. Tỉnh Quảng Ngãi. Trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi có 9 mục sư, 11 truyền đạo và 10 truyền đạo tình nguyện, 4 hội thánh chính thức, 11 điểm nhóm đã được công nhận pháp lý và 1 điểm nhóm chưa được công nhận. Tổng cộng có 1.400 tín hữu nam phụ lão ấu. Năm 2020, hai nhà nguyện xây dựng đã hoàn thành: điểm nhóm Cò Xin, Sơn Hà, huyện Sơn Hà và điểm nhóm Trà Thủy 1, huyện Trà Bồng. Năm 2021, có 27 người tiếp nhận Chúa và có 4 điểm nhóm được chính quyền địa phương công nhận sinh hoạt tập trung, gồm có điểm nhóm Làng Vẹt, Sơn Thành, Sơn Hà, điểm nhóm Đức Nhuận, Mộ Đức, điểm nhóm Cách Lan, Ba Tơ và điểm nhóm Công Dung, thị trấn Ba Tơ. Năm 2022, có 74 người tiếp nhận Chúa và bổ nhiệm cho sứ truyền đạo tình nguyện. Năm 2023, Hội Thánh Chánh Lộ 119A Võ Thị Sáu, thành phố Quảng Ngãi khởi công xây dựng cơ sở nhà Chúa ngày 4 tháng 5 năm 2023. Thành phố Đà Nẵng. 1. Hội Thánh Truyền Giáo Cơ Đốc Đà Nẵng quản nhiệm là mục sư Đỗ Hoàng Phong. 2. Hội Thánh Hòa Vân quản nhiệm là mục sư Huỳnh Tấn Phong. 3. Hội Thánh Phú Hòa quản nhiệm là mục sư Lương An Toàn. 4. Hội Thánh Hòa Hải quản nhiệm là mục sư Trần Quý Bửu. Cảm ơn Chúa, trong năm nay có thêm 3 hội thánh mới được mở ra tại Đà Nẵng và gia nhập VCM, gồm có Hội Thánh Jerusalem quản nhiệm là mục sư Nguyễn Quang Đức, Hội Thánh Nam Đà Nẵng quản nhiệm là mục sư Nguyễn Ngọc Phong, Hội Thánh Hòa Quý quản nhiệm hội thánh là thầy truyền đạo Nguyễn Văn Huy. Hội Thánh Hòa Quý thành lập vào ngày 17 tháng 10 năm 2021, có 30 tín hữu. Khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Phú Yên. 1. Thành lập 3 điểm nhóm mới, gồm có điểm nhóm Tân Lập, xã Ea Dông, huyện Krông Pháp, tỉnh Đắk Lắk; điểm nhóm Suối Bạc, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên; điểm nhóm thôn Phú Lộc, xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. 2. Có thêm 4 truyền đạo tình nguyện dân mình hầu việc Chúa tại Đắk Nông, Đắk Lắk và Phú Yên. 3. Có thêm 168 người tin nhận Chúa. Trụ sở Trung ương Giáo hội của Hội Truyền giáo Cơ Đốc được xây dựng tại 399 Mẹ Thứ, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, công trình đang trong giai đoạn cơ bản hoàn thành phần thô, nhưng 2 tháng nay đã phải tạm dừng thi công vì gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Đây là công trình trọng điểm đặc biệt của giáo hội. Vì vậy, Ban trị sự Tổng hội kêu gọi hết thảy tôi công Chúa trong toàn giáo hội, các hệ phái tin lành xa gần và các quý ân nhân trong và ngoài nước hãy cưu mang cầu thay, dự phần dân hiến trời rộng để sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, vinh hiển danh Chúa. Đứng trước nhiệm kỳ mới 2023-2027, chúng ta tiếp tục cậy ơn Chúa để chung tay phát triển và mở rộng vương quốc của Chúa. Lễ khai mạc Đại hội đồng Tổng hội Hội Truyền giáo Cơ Đốc Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2027 sẽ khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2023 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, số 9 đường Cách mạng tháng 8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Chương trình sẽ bế mạc vào tối 25 tháng 8 năm 2023. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước đặc biệt trên Đại hội đồng. Mọi vinh hiển thuộc về Ngài. Amen.
kết quả mà tôi con Chúa trong toàn giáo hội đã làm được. Thật dâng lời cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Qua những con số, qua những thông tin chúng ta vừa nghe vừa xem một cách rất là thực tế, rất là rõ ràng, chúng ta biết rằng Chúa đang ở cùng và ban phước rất nhiều trên hội truyền giáo Cơ Đốc Việt Nam của chúng ta. Công việc Chúa của giáo hội đang phát triển và Chúa cũng như giáo hội cần thêm rất nhiều con gặp, cần thêm những người để cùng dân mình hầu Chúa và cùng nhau làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Và thông điệp qua chủ đề mong muốn qua những cơ mới, tất cả mọi con Chúa trong giáo hội của chúng ta đều chung tay để rồi chúng ta làm công việc Chúa cách dư dật. Chúng ta cảm ơn Chúa. Tiếp theo chương trình, các hội thánh khu vực phía Nam sẽ tôn vinh Chúa. Thánh ca 356 màu chiếu ra, kính mời các hội thánh khu vực phía Nam. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất.